Xin chào các em học sinh khối 9 hả? Thì trước khi mà vào bài mới thì hôm nay cô sẽ sửa bài tập cũ cho các em. Sửa bài tập về nhà hôm trước. Thì bài tập về nhà hôm trước đề như sau. Cho 200 g dung dịch magie clorua phản ứng vừa đủ với dung dịch natri carbonate thì thu được 12,6 g kết tủa magie carbonate màu trắng. A. Viết phương trình của phản ứng xảy ra. B. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch magie clorua đã phản ứng. Và câu C là nếu cho toàn bộ lượng magie clorua ở trên phản ứng với dung dịch 0,4 mol nào thì thu được bao nhiêu gam kết tủa magie hydroxit. Rồi, vậy thì đầu tiên câu A để yêu cầu chúng ta viết phương trình. Chúng ta có phương trình như sau: magie clorua cộng với natri carbonate tạo ra magie carbonate cộng natri clorua. Rồi các em nhớ cân bằng phương trình ha. Rồi đó là câu A. Câu B. Câu B đề yêu cầu chúng ta tính là gì? Nồng độ phần trăm của magie dung dịch magie clorua. Thì muốn tính được nồng độ phần trăm thì chúng ta phải có được khối lượng của magie clorua đúng không nào? Rồi, muốn tính được khối lượng thì chúng ta phải có gì? Có số mol mà hiện tại thì đề không cho sẵn. Cho nên chúng ta phải tận dụng những cái dữ liệu mà đề đã có sẵn. Đề cho sẵn chúng ta là gì? Khối lượng của magie carbonate. Khối lượng của magie carbonate đề cho là 12,6. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính số mol. Chúng ta lấy 12,6 là khối lượng chia cho khối lượng mol. 12,6 chia 84 bằng 0,15 mol. Sau đó chúng ta lấy cái số mol này nè, chúng ta áp vào phương trình. Đầu tiên chúng ta có tỷ lệ tương ứng là 1,1,1,2. Rồi số mol đề cho magie carbonate chúng ta vừa tính ở trên là 0,15. Rồi, vì magie clorua và magie carbonate đều có tỷ lệ là 1:1. Đúng không nào? Rồi, cho nên magie carbonate có số mol là 0,15, suy ra magie clorua cũng tương tự cũng là 0,15 mol. Rồi, bây giờ sẽ mọi việc đã đơn giản hơn rất là nhiều rồi. Chúng ta có được số mol magie clorua, chúng ta sẽ tính khối lượng. Khối lượng magie clorua sẽ bằng số mol nhân với khối lượng mol 0,15 nhân 95 bằng 14,25 gam. Nồng độ phần trăm magie clorua sẽ bằng khối lượng chia cho khối lượng dung dịch nhân 100% bằng 14,25. Chúng ta thấy số vào ha. 14,25 chia cho 200 nhân 100% chúng ta được 7,125%. Rồi. Đó là câu B. Bây giờ câu C. Câu C đề bài yêu cầu chúng ta là gì? Nếu lấy cái lượng magie clorua ở trên trong phản ứng trên tác dụng với dung dịch chứa 0,4 mol natri hydroxit thì cái lượng kết tủa magie hydroxit thu được là bao nhiêu? Việc đầu tiên chúng ta phải viết phương trình cái đã. Chúng ta có phương trình gì? Magie clorua cộng natri hydroxit ra magie hydroxit cộng natri clorua. Rồi, nhớ cân bằng phương trình ha. Vậy thì ban đầu đề bài cho chúng ta là gì? 0,15 mol magie clorua. Natri hydroxit là 0,4 mol. Rồi, có hai anh có số mol lận. Vậy thì muốn tính được khối lượng của magie hydroxit phía sau phản ứng này nè, chúng ta sẽ phải dựa trên số mol của anh nào? Magie clorua hay là natri hydroxit? Vậy thì để biết được theo số mol của anh nào thì chúng ta phải gì? Xem thử là có anh nào dư hay không. Bằng cách là gì? Chúng ta lấy 0,15 mol nè. Chúng ta chia cho tỷ lệ tương ứng ở trên. Tỷ lệ ở magie clorua này là 1. 0,15 chia 1.
bên này 0,4 chia cho 2. Vậy chúng ta rõ ràng thấy là 0,4 chia 2 lớn hơn đúng không nào? Lớn hơn, cho nên magie hydroxit này sẽ tính theo magie clorua, do là gì? NaOH dư. Được không? Rồi, NaOH dư, cho nên số mol của magie hydroxit sẽ tính theo số mol của magie clorua. Rồi, bên này 0,15 thì bên này bao nhiêu nè? À, cũng 0,15 luôn. Khối lượng của magie hydroxit bây giờ rất dễ dàng, bằng gì? Bằng số mol nhân khối lượng mol. 0,15 nhân 58 bằng 8,7 gam. Rồi, đó là toàn bộ phần hướng dẫn của cô về bài tập về nhà hôm trước. Và bây giờ chúng ta sẽ sang nội dung mới bài học hôm nay. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục ôn tập các công thức tính toán. Rồi, và cái nội dung hôm nay chúng ta sẽ học là về liên quan đến phản ứng trao đổi trong dung dịch. Vậy thì định nghĩa phản ứng trao đổi là gì? Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới. Rồi, các bạn để ý cho cô hả? Hai, tóm lại là gì? Phản ứng trao đổi là phản ứng trong đó hai hợp chất trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo. Các bạn để ý cái phần mà cô gạch chân ở dưới ha. Trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo để tạo ra một cái chất mới. Được không? Rồi. Vậy thì điều kiện để phản ứng trao đổi xảy ra là gì? Phản ứng trao đổi trong dung dịch chỉ xảy ra nếu sản phẩm tạo thành có chất không tan hoặc chất khí. Có chất không tan hoặc chất khí. Vậy chúng ta có hai điều kiện. Hai điều kiện. Chỉ cần thỏa mãn một trong hai điều kiện là gì? Có chất không tan hoặc chất khí trong các sản phẩm tạo thành thì phản ứng trao đổi xảy ra. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang một cái ví dụ để ta nhận biết thử xem là phản ứng có xảy ra hay không ha. Bây giờ trên màn hình cô có 3 phản ứng bari clorua. Đầu tiên là bari clorua cộng với natri sunfat tạo thành bari sunfat cộng natri clorua. Rõ ràng các em thấy phản ứng đầu tiên nè. À, hai chất này đã gì? Đã trao đổi thành phần của chúng cho nhau. Là đầu tiên bari ở bên này kết hợp với SO4 tạo thành bari sunfat. Rồi, bên này natri kết hợp với clo tạo thành natri clorua. Được không? Vậy tương tự ở dưới cũng vậy. Hydro kết hợp với H2SO4. Cô xin lỗi, hydro kết hợp với SO4 tạo thành H2SO4. Natri kết hợp với Cl với clo đó các em, tạo thành gì? Natri clorua. Được không? Rồi, ở dưới này. Rồi, hydro bên này kết hợp với CO3. H bên này kết hợp với CO3 tạo thành gì? Acid carbonate. H2CO3 đó các em. Không, thế chúng ta nhớ là gì? Cái H2CO3 này là một cái axit yếu, kém bền. Cho nên nó ngay lập tức là gì? Chuyển thành CO2 và nước. CO2 và H2O này. Được không? Các em có nhớ không nè? Rồi, natri cộng Cl kết hợp với Cl này để tạo thành natri clorua. Vậy thì cả ba cái này đều đang là gì? Trao đổi thành phần cấu tạo với nhau. Tuy nhiên, có phải tất cả cái này đều là phản ứng trao đổi hay không? Thì đầu tiên, cái phản ứng đầu tiên nè, sản phẩm tạo thành chúng ta thấy là có BaSO4, nó là một cái chất không tan, vậy thì nó thỏa mãn điều kiện ha. Vậy thì đây là một phản ứng trao đổi. Phản ứng thứ hai, nó tạo thành H2SO4 và natri clorua, cả hai chất này đều là chất tan hết.
và cũng không có chất nào là chất chất khí, cho nên phản ứng này không phải là phản ứng trao đổi. Rồi, tiếp theo. Phản ứng thứ ba, NaCl là một chất than, CO2 là một chất khí. À, vậy thì cái phản ứng này đã thỏa mãn điều kiện là gì? Nó có sản phẩm là chất khí, cho nên phản ứng này xảy ra. Đây là phản ứng trao đổi có xảy ra. Được không nào? Rồi. Đó là toàn bộ phần kiến thức cần nhớ. Bây giờ cô rồi chúng ta sẽ đi sang phần bài tập ví dụ. Rồi, đề bài ví dụ như sau. Cho 60,2 gam hỗn hợp muối gồm natri carbonate và natri sunfat tác dụng với dung dịch HCl, thu được dung dịch A và 6,72 lít khí B. A. Viết phương trình hóa học. B. Tính thành phần phần trăm khối lượng của từng muối trong hỗn hợp. C. Dẫn khí B qua dung dịch nước vôi trong canxi hydroxit dư thì thu được A gam kết tủa và tìm giá trị của A. À, vậy thì đầu tiên là để yêu cầu chúng ta viết phương trình hóa học. Với lại chúng ta đã học điều kiện phản ứng trao đổi xảy ra rồi đúng không nào? Rồi, vậy thì phản ứng chỉ xảy ra các em viết được phương trình khi nào? Khi mà gì? Cái sản phẩm tạo thành nó phải có chất không tan hoặc là chất khí. Vậy giờ mình cứ thử viết phương trình ra đi, các em thử viết phương trình ra với nháp đi. Được không? Thì các em sẽ thấy là gì? Cái natri carbonate khi tác dụng với HCl nó là phản ứng xảy ra. Đó là cái phương trình có xảy ra. Còn cái Na2O4 không xảy ra. Đúng không? Nó là cái ví dụ mới nãy trong các cái phương trình cô đã viết đó. Được không? Vậy thì bây giờ cái bài toán này chỉ có một phương trình thôi, đó là natri carbonate cộng HCl tạo ra NaCl cộng CO2 ở cộng nước. Được chưa? Rồi. Vậy giờ bây giờ chúng ta thấy là gì? Người ta nói sản phẩm tạo thành là khí B. Nó có một cái khí B. À vậy khí B ở đây chúng ta chắc chắn là gì? Là CO2 rồi. À, chúng ta sang câu B. B là CO2. B là khí CO2. Đề bài yêu cầu chúng ta câu B là tính thành phần phần trăm khối lượng của từng muối trong hỗn hợp. Vậy cái muối vì từng muối trong hỗn hợp. Vậy thì muốn tính được thành phần phần trăm về khối lượng của từng muối, chúng ta phải biết khối lượng của các muối trong cái hỗn hợp đó thì mình mới tính được thành phần phần trăm đúng không nào? À, muốn tính được khối lượng thì chúng ta phải tính được số mol. Vậy thì cái dữ kiện duy nhất trong đề bài để chúng ta quy về số mol đó là chúng ta phải tính được số mol của CO2. Số mol CO2 sẽ bằng gì? Thể tích chia cho 22,4 đúng không? Rồi 6,72 chia 22,4 chúng ta lại có được gì? 0,3 mol. 0,3 mol. Rồi. Việc tiếp theo là chúng ta viết lại cái phương trình. Sau đó chúng ta áp tỷ lệ và số mol vào. Tỷ lệ chúng ta có lúc bây giờ là 1, 2, 2, 1, 1 của phương trình đó không nào? Rồi số mol. Số mol chúng ta có 0,3 mol CO2 đề bài cho. Thấy không? Vì Na2CO3 có tỷ lệ bằng đây, hai cái đều là 1 1 hết là các em ha. Cho nên CO2 0,3 mol thì cái Na2CO3 này cũng 0,3 mol. À vậy bây giờ có số mol rồi, chúng ta tính khối lượng Na2CO3 rất là dễ dàng. Khối lượng sẽ bằng số mol nhân với khối lượng mol bằng 0,3 nhân 106 bằng 31,8 gam. Được không nào? Rồi, có khối lượng rồi, mình tính thành phần phần trăm rất dễ. Thành phần phần trăm khối lượng của Na2CO3 trong hỗn hợp sẽ bằng khối lượng Na2CO3 chia cho khối lượng hỗn hợp nhân với 100% sẽ bằng 31,8 chia 60,2 và chúng ta ra được kết quả là 52,82%. Bởi vì trong cái hỗn hợp đó nó chỉ có hai muối thôi. Mà hai thằng này, hai cái anh này, hai anh muối này tổng phần trăm cộng lại là 100%. Cho nên bây giờ tính phần trăm của Na2SO4 rất dễ. Chúng ta lấy 100 trừ đi
thành phần phần trăm Na2CO3 chúng ta biết ở trên bằng 100 trừ đi 52,8, chúng ta sẽ được 47,18%, được không nào? Rồi tiếp theo câu C. Câu C đề bài nói là gì? Dẫn cái khí B, khí B bên này chúng ta đã xác định là CO2 rồi, qua dung dịch nước vôi trong, người ta cho sẵn mình là canxi hydroxit CaOH tất cả hai lần, thì thu được A gam kết tủa ha. Người ta kêu tìm giá trị của A. Thì bây giờ khí B là CO2 nè các em, cộng với nước vôi trong là CaOH tất cả hai lần này, tạo ra CaCO3 và nước. Kết tủa ở đây là CaCO3, thấy không? Rồi tỷ lệ đơn giản thôi, 1:1:1:1. Số mol CO2 đề bài cho là 0,3 nè, cho nên suy ra là gì? Số mol của CaCO3 cũng bằng 0,3 mol. Vậy bây giờ mình tính A gam rất là dễ. A gam chính là gì? A gam kết tủa chính là khối lượng của CaCO3. Bây giờ mình tính khối lượng CaCO3 này. MCaCO3 sẽ bằng N, tức là số mol này, nhân khối lượng mol, bằng 0,3 nhân 100 bằng 30 gam. Vậy thì qua cái bài tập này, các em cần phải lưu ý cho cô một điều là gì? Khi có một cái hỗn hợp nào đó tác dụng với một dung dịch nào đó, thì các em phải luôn luôn nhớ cho cô, đặc biệt là liên quan tới muối ha. Nhớ cho cô là gì? Sẽ có phản ứng trao đổi dung dịch. Phản ứng trao đổi dung dịch thì các em phải nhớ đến các điều kiện xảy ra. Đó là gì? Một là có chất không tan, hai là có chất khí tạo thành ở trong các sản phẩm, được không? Rồi nhớ cho cô điều đó ha. Nếu như mới nãy mà mình viết cả hai cái phương trình đó ra thì bài toán của mình đã đi theo một hướng khác rồi, được không nào? Nó sẽ khó hơn rất là nhiều, và tất nhiên là gì, kết quả sẽ ra không chính xác, được không? Rồi thì bây giờ để cũng có lại cái phần kiến thức vừa rồi, cô có một cái bài tập về nhà để các em tự luyện, được không? Rồi các em có thể dừng cái màn hình lại và chép cái bài tập này vào vở để tự rèn luyện cho mình ha. Hẹn gặp các em ở video tiếp theo ha.